Một số thông tin trên các lĩnh vực sẽ tiếp nối chương trình thời sự tối nay. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 diễn ra vào ngày 22 tháng 6, sớm hơn những năm trước gần nửa tháng. Để phục vụ kỳ thi, Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng dự kiến điều động 2.215 cán bộ làm công tác thi tại 36 điểm thi trong toàn tỉnh và thành lập hội đồng thi gồm các ban thư ký, ban in sao đề thi, ban vận chuyển và ban giao đề thi, ban coi thi, ban làm phát bài thi tự luận, ban chấm thi. Để đảm bảo tính khách quan công bằng cho kỳ thi, Sở chỉ đạo đổi giáo viên địa bàn để tại các điểm thi giáo viên không coi thi học sinh mình đang dạy. Đồng thời mỗi phòng thi có 2 cán bộ coi thi, gồm một giáo viên phổ thông và một giảng viên của trường đại học cao đẳng phối hợp. Bên cạnh đó, Sở sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra bằng cách thành lập đoàn thanh tra gồm nhiều nhóm tổ chức thanh tra lưu động tại các điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.